cái vết tròn một tí nữa. Đây như thế này nhá. Đây. Ui ôi. Xấu quá. Chị ơi nhá. Âm o. Làm tay như thế này. Âm o. Các đọc tiếp mẹ nào. O. Anh thích những người chưa? Đây đây đây. Nào đây là âm gì đây? Âm o. Âm o mà đi kia mẹ. Đấy. Âm o nhá. Đấy, tròn chưa? Âm o nhá. Và âm gì đây? Âm o. Đúng rồi, âm o. Phải biết tròn như thế này nhá, nhớ chưa? Ừ. Ui. Ui. Kéo tròn mà. Đúng rồi. Đấy, con phải cầm bút cao lên nhá. Cầm như thế này nhá. Rồi, đấy, viết đi. Nhớ âm o cho mẹ xem nào. Con cầm bút như thế này. Đấy. Con cầm bút như thế này nhá. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Con ơi. Đây đang học bài. Con lên nhà đi. Ờ rồi. Con cũng đang học bài. Anh lên nhà. Con cắt hết đồ đi con. Để viết bài nha. Con đang học lớp mấy rồi em? Con chỉ đi mầm non thôi. À, đang đi mầm non. Ừ. Con đi sang bên này nhé. Bye.
công tác ở đâu ạ? Không, anh vẫn lăn quanh trong địa phương mình thôi. Vâng. Em dạo này chồng cũ em thế nào ạ? Anh ấy còn về quê nhiều hai nhà con không? Dạo này thì không thấy anh ấy về rồi. Hai mẹ con em bây giờ vẫn ổn nhiều thay chỉ tốt nhỉ. Vâng. Thế hai mẹ con ra đây ở lâu chưa? Khá lâu rồi đấy. Vất vả hai mẹ con này. Nhưng mà sống tốt anh. Bình thường là con không có bàn. À, em cũng đang tính nghiệm làm một cái bàn bằng tre nhưng mà chưa được đi làm. À, và anh mang về cho em nhé. Đằng nào con anh không dùng đến thì em con em. Bà đáng yêu nhỉ. Con vẽ cho. Con hãy cầm bút như thế này. Hào chặt quá. Chữ O nhé. Lên, mình coi đầu lên coi. Đấy. Nha, cầm bút cẩn thận đó. Đấy, cầm bút như thế này. Rồi. Tròn chưa? Dạ. Tiếp nhé. Có tròn không? O nhá. Dạ. Đây là âm O. Cái con xấu thế. Con phải biết tròn như thế này cơ mà. Rồi, con biết rồi. Con bé thôi, con biết xem nào.